Bộ chiêng của đồng bào Ê Đê Bí có tên là chiêng dô. Chiêng dô gồm có 6 chiếc được phân ra thành 3 cặp là chiêng mẹ, chiêng bố và chiêng con. Tất cả đều có kích thước nhỏ, phù hợp cho phái nữ khi biểu diễn. Đầu tiên là chiêng con, là gọi là chiêng nác. Thứ hai là chiêng mẹ là mẹ là mỹ. Chiêng thứ ba là gọi bồng bố là chiêng ma. Còn trong là gọi là bằng ai là ông. Dung chiêng về gia đình của mình là xong. Có mẹ, có cha, lại có ông, có con lại gồm lại cũng như một gia đình như vậy. Bộ chiêng nữ khác với bộ chiêng nam là bộ chiêng nữ nó có núm giống như bầu sữa mẹ. Thứ hai là nó nhẹ hơn chiêng nam, tại vì người phụ nữ sức nó nhẹ hơn mà. Với thứ ba là chiêng nữ xách đi chứ không được để xuống dưới, với lại là đi cùng với đội múa luôn. Trong dàn chiêng, chiếc trống hơ gơ có vị trí không thể thiếu. Tiếng trống mở đầu và đệm âm cho những đoạn chuyển tiết tấu, cùng hòa âm điểm tô cho tiếng chiêng thêm đa thanh đa sắc. Không có trống là mình đánh chiêng thì vẫn là mình nghe không được hay. Đó là phải có trống mà có giữ nhịp chiêng của mình đấy. Nếu mà trống nhanh thì mình cũng phải đi nhanh. Chiêng đánh như vậy. Nếu mà trống chấm thì mình cũng phải đánh chấm. Chiêng dô không đơn thuần chỉ là âm nhạc mà còn là giá trị văn hóa rất riêng của người Ê Đê Bí. Khi diễn tấu, các nghệ nhân di chuyển theo vòng tròn từ phải qua trái theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, mang ý nghĩa ngược thời gian để quay về nguồn cội. Đây cũng là một trong những nét độc đáo trong diễn tấu mà đồng bào Ê Đê Bí còn giữ được nguyên bản. Cho đến nay, bao nhiêu thế hệ phụ nữ Ê Đê Bí vẫn miệt mài gìn giữ chiêng dô như báu vật của buôn làng, vừa để thỏa niềm đam mê văn hóa dân tộc mình, vừa để truyền lửa cho thế hệ mai sau.